Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới tài sự. Đề tài thứ hai thì vẫn vào nội tình của Hoa Kỳ. Và hai bản tin mà sáng ngày hôm nay tôi có loan cũng như là một bài phân tích của Hilton Nhật Ký liên quan tới việc truy tố của cựu Tổng thống Donald Trump bởi Bộ Tư pháp nhắm vào cái tập tài liệu mà ông lưu trữ ở tại Mar-a-Lago. Thì sáng nay trong phần Hilton Nhật Ký tôi đã phân tích cho quý vị thấy và tôi nhiều lần khẳng định với quý vị, bất kể là ông có bị kết tội ở tù, ông vẫn có quyền ra tranh cử và vẫn tiếp tục vận động tranh cử từ trong nhà tù, kể cả việc Bộ Tư pháp truy tố thành công và kết án đối với ông. Tuy nhiên thì sáng nay tôi có nhắc trong cái phần của cái chương trình tin tổng hợp đó quý vị, thì trong đây trong cái bài Hilton Nhật Ký lần này tôi chia làm hai phần. Phần thứ nhất để cho quý vị hiểu rõ hơn về cái hiến pháp của Hoa Kỳ. Và thứ hai là ý định của Đảng Dân Chủ. Cái ý định của Đảng Dân Chủ muốn dùng cái tội nào truy tố ông Trump. Và điều thứ hai, cái vụ án tham nhũng 5 triệu Mỹ Kim của Joe Biden có bị chìm xuồng hay không? Đây là hai vấn đề mà tôi giải thích cho khán giả hiểu hơn về cái lộ trình làm việc của Quốc hội cũng như là cái tiến trình của nó như thế nào. Ok quý vị, sáng nay tôi có nói với quý vị ở trong cái chương trình tin tổng hợp, tôi nói rằng là Đảng Dân Chủ và Joe Biden cũng như là Bộ Tư pháp, họ sẽ không có truy tố nhắm vào ông Trump trong cái tội liên quan tới cái tập hồ sơ của ông. Mặc dù là có 7 tội danh đã được đề ra, nhưng đó không phải là cái tội danh chủ đích của họ, mà tội danh chủ đích của họ là sẽ nhắm vào trong cái biến cố ngày 6 tây tháng 1 với cái bản kết luận của Ủy ban ngày 6 tây tháng 1 trước đây mà bà Nancy Pelosi đã lập ra. Trong đó buộc tội ông Trump kích động nổi loạn. Thì quý vị, cái việc mà truy tố này chỉ là giả hình. Tức là họ tung ra để họ đo lường mà thôi. Và mục tiêu cuối cùng của họ sẽ là cái tội danh mà ông đã kích động nổi loạn ở trong biến cố ngày 6 tây tháng 1. Đây mới là cái tội danh chánh mà Đảng Dân Chủ muốn dí tới. Bởi vì chỉ có tội danh này họ mới có đủ cái yếu tố pháp lý để loại trừ ông Trump ra khỏi chính trường. Tuy nhiên thì quý vị, một trong những nhân vật được xem là giáo sư trường luật của Đại học Harvard trước đây và là một chuyên gia về pháp lý cũng khẳng định là ông Trump vẫn tiếp tục vẫn tranh cử tổng thống nếu như ông bị kết tội. Và ông đã cho biết lý do thì tôi đưa ra cái bản nhận định này. Trump vẫn có thể ra tranh cử tổng thống trong khi bị truy tố. Đây là cái lý do chính tại sao. Trong đó thì cựu tổng thống Trump vẫn có thể tiếp tục tranh cử tổng thống năm 2024 sau khi ông loan báo là ông đã bị truy tố bởi Bộ Tư pháp liên quan tới việc mà ông xử lý các cái tập tài liệu mật theo tường trình của một nhà chuyên gia về pháp lý. Và ở đó thì nhắc lại cái vụ của ở Manhattan quý vị, và người này là giáo sư trường luật của trường đại học Harvard, tức là ông đã về hưu, tức là Alan Dershowitz đã lên tiếng và nói trong ngày tháng 3 rằng ông Trump vẫn có thể ra tranh cử từ nhà tù nếu như ông bị kết tội. Và để lý do duy nhất mà ông có thể bị disqualify, tức là bị không đủ điều kiện tranh cử, nếu họ có thể chứng minh được là ông có thể, ông đã can dự vào cuộc chiến nội chiến của Hoa Kỳ cho miền Nam. Và nếu mà ông bị phát hiện là can dự vào nội chiến của Hoa Kỳ ở miền Nam, ông sẽ chính thức bị loại trừ. Đây là lời khẳng định của ông Dershowitz đưa ra. Tuy nhiên, trên hết là ông chỉ cần ông 35 tuổi, sinh tại Hoa Kỳ và không có can dự vào cái cuộc chiến tranh nội chiến của Hoa Kỳ ở phía Nam, ông vẫn có thể ra tranh cử tổng thống từ trong nhà tù. Và ông Dershowitz đã lên tiếng và nói rằng họ dựa vào cái tu chính án số 14 để mà vô hiệu hóa cái việc mà gọi là ra tranh cử, tư cách tranh cử. Trong đó nhắm vào các chiến binh của Liên bang miền Nam chiến đấu trong cuộc nội chiến ở thế kỷ thứ 19. Không ai có thể trong số này có thể ra tranh cử thượng nghị sĩ, đại diện ở quốc hội hay là tranh thử tổng thống hay phó tổng thống cũng như giữ bất kỳ một vị trí nào trong vấn đề dân sự lẫn quân sự dưới ở Hoa Kỳ và bất kỳ ở một cái tiểu bang nào.
hoặc là có những cái lời cam kết, tức là lời thề, là một thành viên của Quốc hội hay là nhân viên của chính phủ Hoa Kỳ, hoặc là thành viên của hội đồng lập pháp tiểu bang, cũng như là giám đốc hoặc là quan tòa hay là của bất cứ một tiểu bang nào. Và nếu như mà họ, và đây là họ nói rằng một phần trong việc ủng hộ hiến pháp Hoa Kỳ, trong đó là sẽ có nghĩa là họ có hành động gọi là nổi loạn chống lại, và trong đó gần như là đưa cái có lợi cho kẻ thù của đất nước Hoa Kỳ. Và cùng một lượt thì một luật sư khác về luật là Richard Hasson của trường đại học California ở Los Angeles, tức là University of California, cũng nói với đài truyền hình CNN vào ngày thứ sáu là không có gì có thể cản trở được ông Trump ra tranh cử tổng thống trong lúc mà ông bị truy tố, và kể cả khi ông bị kết tội. Thì quý vị, điều này đã khẳng định cho quý vị thấy là tất cả những cái hành động này sẽ không cản trở được ông Trump, trừ phi là họ liên kết ông trong một cái cuộc nổi loạn liên quan tới cuộc chiến của miền Nam trước đây ở thế kỷ thứ 19. Thì quý vị, bây giờ đảng Dân Chủ đang tìm đủ mọi cách để tung những cái trận giả ra, chứ không phải trận thật. Trận giả tức là họ cho rằng ổng sẽ bị truy tố về tội hình sự ở New York, hay là cái tội hình sự liên quan tới việc xử lý sai lạc các cái tập tài liệu mà mật, mà họ nói rằng là ổng chưa giải mật ở ở cái Mar-a-Lago. Đây là những cái trận giả, và kể cả việc mà kiện ổng về cái tội gọi là xen vào bầu cử năm 2020 tại tiểu bang Georgia, tất cả đều là trận giả. Trận thật của họ sẽ nhắm vào cái biến cố ngày 6 tây tháng 1. Bởi vì ngày 6 tây tháng 1 họ họ muốn đánh đồng cái chuyện này là một cuộc nổi loạn. Đây là cái cuộc biểu tình tràn qua quốc hội của các người biểu tình. Sau khi mà tổng thống Trump đã có cuộc rally xong thì ổng kêu tuần hành trước quốc hội thôi. Ổng không có kêu những người này xông vào tòa nhà quốc hội. Nhưng khi mà họ tuần hành qua bên đó thì nhiều người đã tràn vào tòa nhà quốc hội, dẫn tới cái biến cố ngày 6 tây tháng 1. Và bà Pelosi cũng như đảng Dân Chủ và các giới truyền thông cánh tả thì đã cố tình chụp mũ đây là một vụ riot, tức là một vụ bạo động. Rồi sau đó họ biến thành một vụ nổi loạn để mà họ tìm cách gọi là kết luận ở trên cái quỹ ban xem xét cái biến cố ngày 6 tây tháng 1. Thì họ đưa ra kết luận, và họ đưa ra kết luận đó, họ nói rằng ông Trump đã có hành động kích động nổi loạn. Đây là một cái tội mà họ sẽ liên kết với cái đạo luật mà gọi là nghiêm cấm ở trong cái tu chính án số 14, để họ tìm cách disqualify ổng. Tức là họ tìm cách gọi là ngăn chặn không cho ổng ra tranh cử. Thì quý vị, đây là cái tội mà họ sẽ nhắm vào. Tôi biết trước họ sẽ nhắm vào. Và cuối cùng thì quý vị, giống như tôi nói sáng nay, là cuối cùng sẽ đi tới tòa kháng án và tối cao pháp viện. Và họ chỉ cần như vậy, tại vì họ biết khi mà kết tội ổng là họ không đủ yếu tố liên kết với cuộc nổi dậy miền Nam. Nó xảy ra từ thế kỷ thứ 19 rồi. Nhưng mà họ dùng chữ nổi loạn, hai cái cụm chữ này để họ liên kết. Thì cuối cùng lên tới tòa kháng án hay là tối cao pháp viện thì cái việc kết tội này sẽ bị disqualify, có nghĩa là cái tội này sẽ bị dismiss ngay tại chỗ, là bởi vì không đủ chứng minh là ông Trump có liên hệ tới cái cuộc nổi loạn của miền Nam trên cái tu chính án số 14. Do đó, tối cao pháp viện hay là tòa kháng án sẽ bác bỏ cái bản cáo trạng của cái tòa cấp thấp nếu như họ kết tội vào chuyện này. Thì quý vị, đây là cái tôi đã nói là đây là cái kỹ thuật mua thời gian của họ để làm cho ông Trump không thể thắng được trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Tại cuộc bầu cử đó là từ tháng Giêng cho tới tháng 6 năm tới. Mà trong khi bây giờ ông Trump là người dẫn đầu trong các cái ứng cử viên. Ông dẫn đầu trên tất cả các tiểu bang luôn, kể cả Florida, nơi mà đối thủ của ông là Ron DeSantis đang là thống đốc, cũng bị ông dẫn điểm trước ở Florida luôn. Thì quý vị, ông Trump là ứng cử viên đứng đầu của Đảng Cộng Hòa. Do đó quý vị, về mặt gọi là pháp lý, họ chỉ mua thêm thời gian để mà ông Trump lúng túng trong cái vấn đề tranh cử và bị giới hạn trong vấn đề tranh cử, để giúp cho đối thủ ông Trump thắng cử trong cuộc bầu cử sơ bộ thôi. Đây là cái mà chiêu thức mà Đảng Dân Chủ đưa ra. Sáng nay tôi có nói và bây giờ tôi giải thích cẩn thận hơn. Và trong cái lời phát biểu của ông chuyên gia về pháp lý, trong đó là ông Dershowitz, ông nói rất rõ ràng.
trừ phi họ chứng minh được ông Trump có liên can tới cái cuộc nội chiến miền Nam ở thế kỷ thứ 19 thì họ mới disqualify được ông. Và chính một giáo sư tại Los Angeles, giáo sư luật tại Los Angeles cũng khẳng định nothing can stop Trump, không có gì cản trở được ông Trump hết. Do đó cái yếu tố này nó chỉ là cái yếu tố mua thêm thời gian của Đảng Dân Chủ về mặt kỹ thuật thôi. Đó là cái phần thứ nhất mà tôi giải thích cho tất cả khán thính giả hiểu được về cái hiến pháp của Hoa Kỳ, cái tu chính án số 14 là cái gì. Thì quý vị, đây sẽ là một trong những cái mà để quý vị yên tâm là dù ông Trump có bị kết tội ở tù, ông vẫn tranh cử trong nhà tù được. Và ông có ít nhất 3 tới 40% những người bảo thủ solid ủng hộ cho ông. No matter what, không cần biết như thế nào. Thì quý vị, những ứng cử viên còn lại chia phiếu hết rồi, không ai hội tụ đúc số phiếu bằng ông Trump. Do đó cuối cùng ông Trump vẫn thắng cuộc bầu cử sơ bộ. Và cái vụ kết án và truy tố ngày hôm nay nó lại tác động thêm khối phiếu ông Hòa nghiêng về phía ông Trump nữa. Do đó về mặt mà gọi là pháp lý và về mặt dư luận của công chúng, tôi khẳng định với quý vị không ai cản trở được ông Trump tranh cử cả. Kể cả họ dùng cái tội danh nổi loạn để liên kết với lại cái cuộc nổi loạn của miền Nam. Đó là cái điều mà tôi nói ra. Còn cái việc mà truy tố về hồ sơ mật hay là về cái gọi là đưa tiền cho Stormy Daniel đó, thì quý vị, nó chỉ là trận giả hình của Đảng Dân Chủ đưa ra để đo lường dư luận thôi. Mục tiêu chính của họ là cái tội nổi loạn. Tội này họ sẽ kết tội. Ok, đó là cái phần thứ nhất tôi giải thích cho quý vị về phần của ông Trump. Cùng một lượt, cái tin này đã được đưa ra một cách có chủ ý bởi Bộ Tư pháp để che đậy cho việc mà hồ sơ FBI phải cung cấp cho Quốc hội việc điều tra ông Joe Biden tham nhũng tiền. Và ông ta đã nhận 5 triệu Mỹ Kim từ những giới chức của công ty Burisma của Ukraine. Không những ông ta mà con trai của ông ta Hunter Biden cũng nhận thêm 5 triệu Mỹ Kim theo cái lời của viên chức công ty Burisma. Và họ đã chuyển tiền cho Joe Biden qua rất nhiều những ngân hàng. Và trong đó họ nói rằng nếu mà muốn phát hiện ra phải mất 10 năm. Nếu mà muốn phát hiện ra cái số tiền tham nhũng này là mất 10 năm. Ok quý vị, tôi sẽ đi lại cái bản tin này cho quý vị thấy rõ ràng là FBI tài liệu cho thấy là Burisma, giám đốc của họ, đã chi cho ông Joe Biden là 5 triệu Mỹ Kim trong một âm mưu gọi là hối lộ. Ở trong đây sáng nay tôi đã đưa lại cho quý vị. Thì ở đây thì quý vị, cái người mà đưa ra cái nguồn tin, cái người mà đưa ra cái này nói rằng là pay cho Joe Biden, và họ nói rằng là không phải là 50.000 mỗi lần mà là 5 triệu Mỹ Kim. Ok quý vị. Và thứ hai, họ nói rằng 5 triệu Mỹ Kim cho một Biden và 5 triệu Mỹ Kim cho other Biden, tức là một Biden khác, tức là con trai của Joe Biden đó. Và cái giám đốc công ty của Burisma đã nói với nguồn tin của FBI theo tường trình của đài truyền hình Fox đưa ra, và nói rằng là cái số tiền còn lại là để cho ông Joe Biden phải giải quyết một số vấn đề, bao gồm luôn việc sa thải ông Sorkin. Tức là cái ông mà Victor Sorkin là cái người mà đã điều tra công ty Burisma. Và họ nói rằng là để quý vị, giám đốc công ty của Burisma nói với cái nguồn tin của FBI là ông ta đã trả cho Joe Biden thông qua rất nhiều những cái tài chương mục ngân hàng. Và bất kỳ ai mà muốn điều tra chuyện này sẽ không có đủ khả năng điều tra tới tận nơi, ít nhất là trong vòng 10 năm. Đây là một trong những cái tập tài liệu mà của phía của giới chức công ty Burisma đã tiết lộ với một nguồn tin của FBI, và nguồn tin này được xem là khả tín. Và tập tài liệu này đã nhắc tới cái vấn đề của The Big Guy, và theo báo cáo đó là người đó là Joe Biden. Tuy nhiên thì viên chức của Burisma nói với lại nguồn tin là ông ta đã không có pay cho Big Guy directly, tức là không trả trực tiếp cho Big Guy này, mà thông qua một số những cái ngân hàng khác dưới cái tên của dòng họ Biden. Nhưng không để rõ là Joseph Biden, tức là Joe Biden đó quý vị. Ok, thì quý vị, đây là câu chuyện mà FBI đã phải đệ trình cái hồ sơ gọi là FD-1023. Hồ sơ này được mở năm 2015, lúc đó ông Joe Biden đang là phó tổng thống. Và cuộc chiến của Ukraine đã diễn ra một năm trước đó, tức là năm 2014, khi mà Nga sáp nhập Crimea của Ukraine. Thì quý vị, lúc đó gần như là cuộc chiến đã diễn ra, và sau đó thì ông Joe Biden và dưới cái quyền của Obama, Obama giao trách nhiệm cho Joe Biden cái ngân sách tài trợ cho Ukraine 1 tỷ Mỹ Kim. Và quý vị, cuối cùng thì ông Victor Sorkin đã bị sa thải. Victor Sorkin là công tố viên
đang điều tra vụ tham nhũng của công ty Burisma. Và thời điểm đó, ông Poroshenko làm tổng thống, là cái người tiền nhiệm của ông Zelensky bây giờ. Thì quý vị, cuối cùng thì Joe Biden đã điều chỉnh cái chính sách này. Đã điều chỉnh cái chính sách này và đã cấp cái ngân sách 1 tỷ Mỹ Kim cho chính quyền của ông Poroshenko. Và đổi lại, Poroshenko đã sa thải công tố viên Viktor Sorkin và đóng lại vụ án điều tra công ty Burisma. Mà trong khi đó, lúc đó quý vị, thời điểm đó quý vị còn nhớ là giá xăng dầu rất cao. Và lúc đó công ty Burisma muốn xuất cảng năng lượng qua Hoa Kỳ. Nhưng họ không xuất cảng được là bởi vì lý do họ đang bị điều tra về biển thủ công quỹ và tham nhũng. Do đó họ mới lobby Hunter Biden để mà can thiệp chấm dứt và giúp cho công ty của họ có thể xuất cảng dầu và khí đốt qua Hoa Kỳ. Do đó quý vị, Hunter Biden mới được mời làm thành viên hội đồng quản trị với mức lương là 50.000 Mỹ Kim. Và bây giờ chúng ta biết được thêm là ông ta còn nhận 5 triệu Mỹ Kim nữa. Ok quý vị, như vậy câu chuyện đã sáng tỏ. Chúng ta đã biết được chuyện gì đã xảy ra năm 2015 và 2016. Và hồ sơ này đã bị đóng lại năm 2019 sau khi Joe Biden tuyên bố ra tranh cử tổng thống. Tức là FBI, khi ông kia tuyên bố ra tranh cử tổng thống, thì FBI ngưng lại không điều tra. Không điều tra tiếp. Bởi vì ông ta là ứng cử viên tổng thống, là đối thủ chính trị của ông Trump. Là đối thủ chính trị. Lúc đó ông Trump đã gần tiến tới việc mà phanh phui việc này. Thì đảng Dân Chủ đã lấp liếm bằng một cuộc đàn áp năm 2019. Nhắm vào ông Trump, nói là ông bức hại đối thủ chính trị, lợi dụng quyền lực. Tức là lạm dụng quyền lực. Thì quý vị, câu chuyện này đã xong. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra, sau khi tập tài liệu này được Quốc hội họ giám sát và họ xem, thì đồng ý là ông Joe Biden là ứng cử viên. Lúc đó nếu mà điều tra ông ta thì có vẻ là bức hại chính trị. Nhưng sau khi ông ta trở thành tổng thống thì FBI cũng không quay trở lại mở hồ sơ điều tra tiếp. Đây là câu hỏi thứ nhất. Đây là câu hỏi thứ nhất của Quốc hội sẽ hỏi cơ quan FBI. Ok, trong thời gian tranh cử, Joe Biden là ứng cử viên tổng thống, thì FBI phải đình chỉ tất cả các cuộc điều tra này bởi vì ông ta là ứng cử viên tổng thống. Ok, cái đó đồng ý. Tại vì nếu mà điều tra tới thì sẽ bị xem là bức hại đối thủ chính trị. Nhưng sau khi ông ta thắng cử và tuyên bố và tuyên thệ trở thành tổng thống, thì tại sao FBI không mở hồ sơ tiếp? Câu hỏi này Quốc hội sẽ đặt ra với lại Christopher Wray và Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland. Đó là câu hỏi thứ nhất mà chúng ta cần hai người này phải trả lời. Câu hỏi thứ hai của khán giả. Nếu như đã có hồ sơ tham nhũng đầy đủ, thì có truy tố ông Joe Biden hay không? Câu trả lời của tôi là không. Là bởi vì khi quý vị ngồi trên ghế tổng thống, quý vị được quyền miễn tố toàn diện. Quý vị được quyền miễn tố toàn diện. Tức là trong lúc đang là tổng thống đương nhiệm thì sẽ không bị tố cáo bất kỳ một tội danh nào và bất kỳ một vấn đề gì. Trong lúc ông đang ngồi ghế tổng thống. Do đó từ đây cho tới mùa bầu cử năm 2024, tức là tháng 11, thì FBI dù có bằng chứng đi nữa cũng không thể truy tố ông Joe Biden được, bởi vì ông ta được luật miễn trừ mà hiến pháp đã quy định dành cho tổng thống. Do đó, dù có bằng chứng tham nhũng thì cũng không truy tố ta được. Tuy nhiên, sau cuộc bầu cử năm 2024, nếu ông ta rời khỏi ghế tổng thống và ông ta ký vào trong cái tờ giấy tự ân xá cho mình thì cũng không tránh khỏi bị truy tố. Tại vì ông ta ký ân xá là cái giấy ân xá đó trong giai đoạn ông ta làm tổng thống. Ông ta miễn trừ tất cả những cái tội cáo buộc vào ông ta trong giai đoạn ông ta làm tổng thống thôi. Tức là trong giai đoạn mà ông ta làm tổng thống thì tất cả những cái tội nào liên quan tới cái vai trò đó là ông ta ký giấy ân xá thì không ai được truy tố ông ta cả. Kể những chính sách sai lầm, kể những cả những chuyện cá nhân của ông ta thì sẽ được miễn trừ. Trong cái ngày cuối cùng nếu ông ta thất cử. Nếu ông ta thất cử và rời khỏi ghế tổng thống ngày 20 tây tháng 1 năm 2025.
ông ta ký cái tờ giấy miễn miễn à, mẹ gọi là ân xá cho ông ta, thì ông ta chỉ được miễn trừ trong khoảng giai đoạn này thôi. Tuy nhiên còn cái giai đoạn phó tổng thống thì nó là vấn đề khác, tại vì cái hồ sơ này điều tra ông lúc ông còn là phó tổng thống. Do đó sau giai đoạn này thì câu hỏi thứ hai đặt ra là ông có bị truy tố hay không, đó tùy thuộc vào ai làm tổng thống Hoa Kỳ. Nếu đảng Dân Chủ làm tổng thống Hoa Kỳ tiếp tục, ví dụ như Kamala Harris hay người nào đó, thì quý vị có thể họ sẽ ngưng lại, họ không muốn điều tra. Đó là quyền của Bộ Tư pháp, quyền của Bộ Tư pháp và truy tố. Tuy nhiên nếu Quốc hội do phía đảng Cộng hòa nắm đa số thì họ vẫn buộc Bộ Tư pháp phải làm việc. Và nếu tổng thống là một người bên đảng Cộng hòa thì quý vị, việc mà truy tố này nó sẽ diễn ra tương tự như ngày hôm nay họ đang truy tố ông Trump. Tương tự như ngày hôm nay họ đang, ông Trump sở dĩ bị truy tố là bởi vì ông không ký giấy ân xá cho mình. Cho nên bây giờ họ lợi dụng cái điểm này để họ truy tố ông Trump. Thì quý vị, Joe Biden cũng sẽ bị truy tố sau khi ông rời khỏi cái ghế tổng thống, là bởi vì ông ký giấy ân xá là ân xá trong giai đoạn ông làm tổng thống. Còn cái giai đoạn ông làm phó tổng thống thì không có. Lúc đó Obama đâu có ký ân xá cho ông đâu. Lúc đó Obama không hề ký, Obama tự ký ân xá cho mình, nhưng không có ký ân xá cho Joe Biden. Cho nên cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà Joe Biden vẫn sẽ bị truy tố sau cái ngày 20 tây tháng 1 năm 2025. Còn từ đây cho tới tháng 11 năm 2024, và kể cả ông ta ngồi ghế này cho tới 20 tây tháng 1 năm 2025 thì quý vị, ông ta sẽ không bị truy tố bởi vì được quyền miễn trừ của dành cho tổng thống. Cái quyền miễn tố, nó là quyền miễn tố thì đúng hơn, được miễn tố dành cho tổng thống. Do đó giải thích cho quý vị hiểu là bây giờ hồ sơ này đã được phát hiện. Tuy nhiên yếu tố của hồ sơ này mới chỉ là sự tiết lộ của đài truyền hình Fox, tức là có một số những thành viên trong cái ủy ban giám sát đã nói cho đài truyền hình Fox biết về tình trạng cái hồ sơ này đã điều tra như thế nào. Và trong đó cái người mà đưa tin, tức là cái người informers, thì cái người này đã làm việc với FBI từ năm 2010 cho tới năm 2020. Và người này được xem là nguồn tin khả tín trong 10 năm trời của FBI. Và có những lúc FBI đã phải trả tiền cho người này lên 6 con số để mà lấy tin tức và lấy thông tin, bởi vì tin của người này rất chính xác. Nó gọi là FBI informers, thì bây giờ nó đổi thành cái chữ là FBI source, tức là cái nguồn của FBI. Và tới giờ phút này người ta không biết người này là đàn ông hay đàn bà. Nhưng mà người này đã tiếp xúc trực tiếp với lại giám đốc của công ty Burisma. Và chính công ty Burisma đã reply, tức là cái này có nghĩa là họ không có tiếp xúc bằng điện thoại mà là tiếp xúc bằng email. Bằng chứng bằng email là khẳng định là trả cho 5 triệu cho One Biden và 5 triệu trả cho Order Biden. Tức là 5 triệu này trả cho ông Biden và 5 triệu kia trả cho ông Joe Biden. À, ông có điều là nó vẫn chưa đủ yếu tố. Tại vì là cái Biden chỉ là cái họ thôi. Bây giờ có thể nói là James Biden, nó có thể là Hunter Biden, nhưng không phải là Joe Biden. Thì nếu mà nó là Hunter Biden thì coi như Joe Biden phủi tay. Tại vì lúc đó Hunter Biden chỉ là con của phó tổng thống, ông ta không có một trách nhiệm gì trong chính quyền hết, thì không thể buộc tội ông ta tham nhũng. Không thể buộc tội Hunter Biden tham nhũng được, tại vì Hunter Biden đâu có vai trò trong chính phủ đâu. Hay là James Biden, em trai của Joe Biden. Bây giờ cái ông Burisma này, ông chỉ nói là trả 5 triệu cho Biden và order $5 million for order Biden. Tức là tổng cộng 10 triệu. Họ chỉ đề chữ Biden thôi. Họ không đề rõ cái tên. Do đó, bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được cái cuộc điều tra của FBI tới đâu
đây chỉ là cuộc tiết lộ mà thôi. Và thứ hai, chính cái người giám đốc của công ty Burisma nói rằng ông đã chi trả cho Biden thông qua nhiều cái chương mục ngân hàng khác nhau. Bây giờ ai đó mà mở hồ sơ điều tra lại phải tốn 10 năm mới xác định được cái số tiền nó nằm ở đâu. Thì quý vị, đây rõ ràng là một trong những cái trò tham nhũng của Joe Biden với sự che đậy của Obama. Là Obama đã cố tình che đậy và Obama đã sử dụng cái tư thế của mình, cái quyền lực của mình chi phối các mạng xã hội, chi phối các công ty truyền thông cánh tả và chi phối nhiều nhân vật chính trị tìm cách cover up, che đậy cho Joe Biden. Do đó, nếu quý vị hỏi tôi thì tôi vẫn chưa biết được là có truy tố được hay không. Tại vì trong cái ngôn ngữ của ông giám đốc của Burisma nói là Biden thôi, không nói rõ tên. Thì nếu là James Biden hay là Hunter Biden, thì những người này có thể bị truy tố tội lợi dụng chức quyền của Biden để mà trục lợi. Nhưng mà trên quy tắc, họ không phải thành viên của chính phủ. Họ không phải nằm trong hành pháp, họ cũng không nằm trong quốc hội, họ không nằm trong đâu hết. Không có một chức vụ gì trong chính phủ hết. Thì tham nhũng cái gì? Tham nhũng là khi quý vị nắm một chức vụ nào đó trong chính phủ thì còn bị truy tố. Bây giờ nó chỉ là con cái, em trai thôi. Thì quý vị, vụ án này có vẻ khó khăn và có thể sẽ bị chìm xuống. Nếu như mà phía FBI không đủ bằng chứng chứng minh chữ Biden đó là Joe Biden, thì quý vị, rất là khó. Vì có lẽ vì như vậy mà FBI đã lưu trữ hồ sơ một cách cẩn thận. Thứ nhất là họ sợ tiết lộ cái người nguồn tin của họ. Thứ hai là có lẽ họ lấn cấn trong cái họ Biden. Và đây chính là một trong những cái điểm mà gây khó khăn cho FBI. Chính điều này mà FBI không chuyển giao tài liệu. Tại vì cuộc điều tra đã bị suspend từ lúc mà năm 2019 khi Joe Biden tuyên bố ra tranh cử. Và bây giờ nó mới được mở trở lại, nhưng không phải nhắm vào Joe Biden. Nó mở trở lại là nhắm vào Hunter Biden, khi mà cái người đàn bà sanh con cho Hunter Biden ở Arkansas nộp đơn kiện nói rằng Hunter Biden đã nhận tiền che giấu và không khai đầy đủ để trả cái tiền cấp dưỡng con cái ở Arkansas. Thì FBI lại mở hồ sơ điều tra cái hồ sơ của Hunter Biden thôi. Cho nên họ nói rằng họ không muốn chuyển giao hồ sơ là bởi vì cuộc điều tra đang tiếp diễn. Nhưng không phải điều tra Joe Biden, mà điều tra Hunter Biden trong cái vấn đề gọi là không cấp dưỡng con cái. Bởi vì luật sư của bà kia cáo buộc là Hunter Biden đã nhận tiền và che giấu, không khai rõ số tiền ông ta nhận được để mà chi ra cái tiền cấp dưỡng. Thì quý vị, chính lý do này mà FBI nói là không chuyển giao cái hồ sơ cho Ủy ban giám sát và trách nhiệm của Hạ viện. Cho tới khi mà Christopher Wray thấy nguy hiểm cho bản thân của ông ta mới đồng ý. Ông ta đồng ý cho toàn bộ các thành viên trong ủy ban được xem tập tài liệu này. Trước đó ông ta chỉ đồng ý cho chủ tịch của ủy ban và thành viên cao cấp thuộc đảng Dân Chủ thôi. Còn vừa rồi, nguyên một ngày thứ năm là toàn bộ họ xem hết. Thì quý vị, câu trả lời dành cho quý vị là vụ án của Joe Biden tham nhũng có bị chìm xuồng hay không? Tôi nói là có thể bị chìm xuồng. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài phân tích này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.